Nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Kính chào cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa của Chúa Nhật thứ hai mùa thường niêm năm B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan. Khi ấy Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói đây là chiên thiên chúa hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại thấy họ đi theo mình thì nói với họ: các ngươi tìm gì? Họ thưa với người: Rabbi nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người đáp: hãy đếm mà xem. Họ đã đến và xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó độ chừng giờ thứ mười. Andre em ông Simon Pharaoh một trong hai người đã nghe do an nói và đã đi theo chúa giêsu ông gặp simon anh mình trước hết và nói với anh chúng tôi đã gặp đấng messia nghĩa là đấng kitô và ông dẫn anh mình tới chúa giêsu chúa giêsu nhìn simon và nói ngươi là simon con ông do an ngươi sẽ được gọi là kê pha nghĩa là đá Kính thưa cộng đoàn Phùng vụ, chúng ta vừa được nghe đoạn tin mừng theo Thánh Gioan kể về việc Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu là đấng Messiah cho các môn đệ của mình và cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với bốn môn đệ đầu tiên. Được thầy Gioan giới thiệu như thế, hai môn đệ liền đi theo Đức Giêsu. Người đã hỏi họ một câu: "Các ngươi tìm gì?" Thay vì trả lời câu hỏi, hai môn đệ lại thưa bằng một câu hỏi khác: "Rabbi, thầy ở đâu?" Và Chúa Giêsu mời gọi họ: "Hãy đến mà xem." Kết quả, sau khi theo Chúa Giêsu và ở lại bên người một ngày, Anrê đã thấy, đã được gặp đấng mà ông đi tìm, không phải là một rabbi, nhưng là đấng Messiah, và ông chẳng giữ riêng cho mình khám phá đó nhưng trở thành tông đồ thừa sai cho anh mình và đem anh mình đến gặp Chúa. Không một tranh luận nào giữa hai anh em, không một lý luận nào của An Rê nhằm thuyết phục Simon, nhưng chỉ là một lời quả quyết đơn giản. Chúng tôi đã gặp đấng Messia. Kính thưa cộng đoàn, lời đầu tiên của Đức Giêsu được ghi nhận trong tin mừng Thánh Gioan là một câu hỏi: Các ngươi tìm gì? chúa biết các ông đang theo mình như người muốn đặt câu hỏi để đòi hỏi các ông phải ý thức việc mình làm trong sự tự do lựa chọn bằng cách tuyên xưng lòng khao khát ước mong muốn gặp người câu hỏi các ngươi tìm gì đã khởi đầu cho một cuộc hành trình mà các ông chưa thấy được mục tiêu và cuối cuộc hành trình thì đích điểm đã rõ ràng họ đã tìm thấy chúa và đã trở thành môn đệ của người Câu hỏi này Đức Giêsu cũng muốn đặt ra cho mỗi người chúng ta. Hôm nay người cũng đang hỏi ta như thế. Bạn tìm gì? Bạn đặt cho đời mình ý nghĩa nào? Ước muốn của bạn là gì? Tìm kiếm, bước theo, cư ngụ. Đó là ba thái độ cốt yếu của tình yêu. Tôi có kiếm tìm Thiên Chúa không? Tôi có theo vết chân người không? Tôi có luôn ở cùng Thiên Chúa không? Chúa Giêsu đáp lại lòng long lòng mong muốn thái độ kiếm tìm của họ, nhưng cách đáp trả của người luôn tôn trọng tự do của họ. Hãy đến mà xem. Đức Giêsu không bó buộc các ông đi theo. Người không phải là một nhà tuyên truyền, một người quảng cáo. Khi cần thì tìm mọi cách và áp lực để người ta hoán cải. Nhưng Chúa Giêsu đưa các ông về và cho các ông được thấy, được nghe, được hiểu biết và được sống với Chúa. Nhờ đó, các ông được cảm hóa và chinh phục, khiến các ông lưu lại với Chúa và làm tôn đồ cho Chúa. Các ngươi tìm gì? Chúng ta sẽ trả lời với Chúa thế nào? Có người đã dành cả cuộc đời của mình để đi tìm danh vọng. Họ sẵn sàng trả mọi giá để có được nó. Herod là một ví dụ. Ông đã trả một giá khá cao để có được ngai vàng, và để bảo vệ ngai vàng đó thì ngay từ lúc lên ngôi ông đã giết hại rất nhiều người. Chúng ta còn nhớ việc Herod đã ra lệnh cho giết tất cả trẻ em từ hai tuổi trở xuống chỉ vì sợ một đứa trẻ sau này sẽ chiếm ngai vàng của ông. Thế nhưng cuộc đời ông không sống mãi để ngự trên cái ngai vàng mà ông đã trả một giá quá đắt để bảo vệ lịch sử đã cho thấy kết cục cuối đời ông là ở trong lao tù và nhận một cái kết không toàn thây đó là ví dụ cho ta thấy giá phải trả cho một cuộc săn tìm danh vọng cũng có người dành suốt đời để tìm tiền bạc tiền bạc cần thật nhưng nó không phải là thần thánh có sức mạnh vô song ta có thể thấy con người khi nhắm mắt lìa đời không ai mang được một đồng nào đi theo cả một nhà tỷ phú nằm trên giường bệnh đã nói: "Trong 40 năm trời, tôi đã làm việc như một người nô lệ để chất đống của cải lên, sau đó tôi lại phải canh giữ như một thám tử, và tất cả của cải đó đã cho tôi cái gì? Thức ăn, nhà cửa, quần áo, chỉ có thế, chứ không còn gì hơn nữa. Tiền bạc cần cho cuộc sống, nhưng chỉ nên dừng lại ở giá trị trao đổi." là phương tiện chứ không phải như mục đích của cuộc đời lại có người dành cả đời để đi tìm lạc thú cha michel quoz đã nói lạc thú là một cơn đói không bao giờ biết no một cơn khác không bao giờ thỏa augustino lúc còn trai trẻ đã nếm đủ hết mọi thứ lạc thú ở trên đời và ngài đã chán ngán với những thứ mình đã hưởng thù cho đến khi augustino trở về với chúa hoán cải và mãi mãi gắn bó với Chúa. Nhìn vào những biến chuyển xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, ta sẽ thấy rằng những con người chỉ lo tìm kiếm danh lợi thú cho mình thì kết thúc cuộc đời của họ cũng không được bình an và hạnh phúc như họ mong muốn. Còn hai môn đệ trong bài tin mừng hôm nay, các ông đã gặp Chúa. Chúa không dẫn họ đến giàu sang nhưng cho họ thấy thế nào là một cuộc đời ý nghĩa để họ tự chọn họ không tìm của cải nhưng có gia tài nào sánh được với gia tài nước trời của họ hay không họ đã không đi tìm danh vọng nhưng thử hỏi còn có chỗ nào cao trọng hơn địa vị mà họ có hôm nay trên thiên quốc hay không họ không đi tìm lạc thú nhưng những thứ họ có niềm vui nào so sánh được với niềm vui và hang lạc mà họ đang có hôm nay hay không? Để kết thúc bài chia sẻ, xin mượn lời của mẹ Teresa. Hãy tìm Chúa Giêsu, bạn sẽ tìm thấy sự an bình. Ngài là niềm vui và sức mạnh của bạn. Hãy đến với Ngài để được yêu thương, được cảm thông và có được lòng can đảm đáp lại tiếng gọi của Ngài bằng một từ giản dị. Xin vâng. AMEN